Cái sản phẩm cần tây mật ong này thì Nga thấy rằng là ngoài cái việc nó làm cho cái da của mình trở nên mịn màng ấy, thì nó còn giúp cho cái gọi là cân nặng của mình duy trì được cái vóc dáng thon gọn nữa. Thì ở đây thì cái thành phần ở trong cái bột cần tây mật ong này thì gồm có bột cần tây sấy thăng hoa, rồi là mật ong tự nhiên này, bột đường thốt nốt và chiết xuất hạt đậu trắng. Mọi người biết không, rất là nhiều người hỏi Nga là ôi thế uống thế này thì nếu mà ngon có uống hàng ngày được không? Nga nghĩ rằng là uống hàng ngày được. Nếu như mọi người đi tập, mọi người có thể pha vào cái bình để mọi người mang đi tập, mọi người uống không vấn đề gì cả. Chị cho em hỏi là sau khi uống xong em có được xinh và trắng như chị không? Nếu như mọi người chăm sóc da đúng cách như là Nga thì Nga nghĩ rằng là cái việc mà mọi người giữ được cái dáng cũng như là cái da đẹp thì chắc chắn là điều rất là dễ dàng. Và tất cả những cái sản phẩm mà Nga dùng ấy thì Nga cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người rất là gọn gàng như thế này. Nếu như mọi người sau này khi mà hết dịch chẳng hạn, mọi người đi công tác, mọi người mang theo vài cái stick này đi để đi công tác, nó cũng rất là tiện, nó không hề lích tích như những cái lọ mà mọi người không có thể mang theo được, thì đây là những cái gói rất là tiện. Bây giờ Nga sẽ uống cái gói này để cho mọi người thấy rằng là cái gói này nó rất là thơm và nó rất là cái mùi nó rất là dễ chịu mọi người ạ. Và nếu như mọi người muốn uống cái sản phẩm cần tây mật ong này gọi là ngon hơn thì mọi người cho một chút đá vào uống sẽ hết sảy. Đây, bây giờ Nga sẽ pha cái gói bột cần tây này với nước như thế này. Đó. Mọi người thấy không? Bình thường ý, thì uống cần tây ý, nó đã có quá nhiều các loại vitamin mà làm cho da đẹp cũng như là dáng đẹp rồi. Khi mà mọi người uống cái cần tây này thì nó lại là cái với công nghệ sấy lạnh mọi người ạ. Với công nghệ sấy lạnh này nó sẽ không mất chất của cần tây đi và nó sẽ làm cho tất cả những cái dưỡng chất nó được hấp thụ vào cơ thể một cách tốt nhất. Đôi khi mọi người uống những cái gọi là vitamin mà ở trong cần tây chiết xuất ra bình thường nó còn không tốt bằng cái gói cần tây mật ong này cơ. Đây, sau khi mà quấy lên thì nó đã tan ra thế này, Nga sẽ cho một chút đá vào để uống cho thêm ngon nhé. Mọi người biết không, rất là nhiều người thích uống mật ong và bây giờ mật ong ở ngoài bán thì thật giả lẫn lộn, rồi có cái là mật ong thật, có cái là mật ong pha. Nhiều khi mọi người mua lại phải là mật ong pha đường chẳng hạn thì lại không tốt. Nhưng mà cái mật ong mà được chiết xuất vào trong cái cần tây mật ong Nutri này thì 100% là mật ong thiên nhiên, mật ong rừng mọi người nhé. Thơm kinh khủng luôn ý. Một ngày bình thường ấy thì đợt trước Nga uống 2 gói nhưng đợt này Nga giảm chỉ uống 1 gói thôi, bởi vì là mình đã thấy là cái cơ thể của mình nó đã giữ được cái cân nặng rồi. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.